anh ấy nhầm chị là em. Nhưng tại sao chị vẫn làm như vậy? Chị yêu anh ấy. Anh Huy, em là Linh, là cô gái mà. Anh nhớ mà. Chưa bao giờ anh cảm thấy cuộc sống của anh ý nghĩa như lúc này. Có em rồi, anh không cần phải tìm kiếm gì nữa. Ở bên anh, em cảm thấy thật bình yên.
22 tháng 5 2016.